Phát hiện protein trong virus SARS-CoV-2 gây bệnh tim, các chuyên gia tại Đại học Tel Aviv, Israel đã tìm ra 5 loại protein trong virus SARS-CoV-2 có thể gây đột quỵ và đau tim ở các bệnh nhân mắc COVID-19. Theo tiến sĩ Ban Maus, thành viên của nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích 29 loại protein trong virus để tìm hiểu xem protein nào có thể gây bệnh cho hệ tuần hoàn. Cũng như những gì chúng ta nghĩ, virus corona không chỉ gây ra bệnh về đường hô hấp. Chúng tôi đã tìm ra các protein khiến bệnh nhân tăng nguy cơ đột quỵ đau tim cũng như các căn bệnh khác liên quan tới hệ tuần hoàn, tiến sĩ Mao cho biết. Các nhà khoa học đã chế tạo một mô hình mô phỏng hệ tuần hoàn của người và quan sát tác động của từng loại protein trong virus SARS-CoV-2 lên mô hình đó và phân tích họ xác định đâu là thủ phạm gây bệnh. Theo nhóm nghiên cứu, thành quả của họ có thể mở đường cho việc chế tạo các loại thuốc mới để giảm thiểu nguy cơ bệnh nhân mắc COVID-19 mắc bệnh tuần hoàn. Chúng tôi không chỉ phát hiện đâu là protein nguy hiểm mà còn tìm ra cách chúng gây bệnh, tiến sĩ Mao nói. Một số loại protein có thể khiến hệ tuần hoàn của bạn dễ dò dỉ hơn, vì mạch máu trở nên xốp hơn. Đây là thông tin quan trọng cho các nhà phát triển thuốc. Cho đến nay, virus gây COVID-19 được điều trị như một thực thể thống nhất, dù nó tác động khác nhau đến các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Tôi hy vọng nghiên cứu sẽ có hiệu quả, giúp việc điều trị có trọng tâm hơn, ông nhận định.